Chicago là thành phố đông dân thứ ba tại Hoa Kỳ và là thành phố đông dân nhất tiểu bang Illinois. Và trung tây Hoa Kỳ, vùng đô thị Chicago là nơi cư trú của 9,5 triệu người và là đô thị lớn thứ ba tại Hoa Kỳ. Chicago là thủ phủ của quận Cook. Chicago được hợp nhất thành một thành phố vào năm 1837. Với vị trí nằm gần dòng nước chuyển tải giữa Ngũ Đại Hồ và lưu vực sông Mississippi và trải qua phát triển nhanh chóng vào giữa thế kỷ thứ 19, ngày nay thành phố là trung tâm kinh tế quốc tế về tài chính, thương nghiệp, công nghiệp, kỹ nghệ, truyền thông và giao thông. Chicago là một thành phố toàn cầu có thứ hạng cao. Văn hóa Chicago có những đóng góp cho các nghệ thuật thị giác, tiểu thuyết, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, đặc biệt là jazz, blues và soul. Và là nơi khởi nguồn của nhạc house. Thành phố có nhiều biệt danh, chúng phản ánh các ấn tượng và đánh giá về Chicago trong lịch sử và thời đương đại. Được biết đến nhiều nhất là thành phố lộng gió và là thành phố thứ nhì. Tên gọi Chicago bắt nguồn từ một bản dịch tiếng Pháp từ Chicago trong ngôn ngữ Miami, Illinois của người da đỏ, có nghĩa là hành giải hay tỏ giải. Một hồi ký của Robert de la Salle vào khoảng năm 1679 có nói về Chicago. Và đây cũng là đề cập đầu tiên được biết đến địa điểm này mà ngày nay gọi là Chicago. Trong hành trình vào năm 1688 của mình, Henry Zotel có ghi lại rằng tỏ giải được gọi là Chicago mọc nhiều trong khu vực. Vào giữa thế kỷ thứ 18, người da đỏ Potawatomi định cư tại khu vực. Họ chiếm đất của người Miami, Sauk và Ford. Thập niên 1780 xuất hiện việc có người định cư phi thổ dân đầu tiên được biết đến tại Chicago, đó là Jean-Baptiste Hoy de Sable. Ông có nguồn gốc là châu Phi và châu Âu. Năm 1975, sau chiến tranh da đỏ Tây Bắc, một khu vực mà sau trở thành một phần của Chicago được các bộ lạc thổ dân chuyển giao cho Hoa Kỳ để làm một đồn quân sự theo như Hiệp định Renville năm 1803. Lục quân Hoa Kỳ xây dựng pháo đài Debord, song công trình bị phá hủy trong chiến tranh năm 1812. Cụ thể là trận Debord, và sau đó được xây dựng lại các bộ lạc Ottawa, Ojibwe và Potawatomi nhượng thêm đất cho Hoa Kỳ theo Hiệp định Louis năm 1816. Người Potawatomi cuối cùng bị buộc phải rời khỏi vùng đất của họ sau Hiệp định Chicago vào năm 1833. Ngày 12 tháng 8 năm 1833, thị trấn Chicago được tổ chức và có dân số khoảng 200. Trong vòng 7 năm, dân số thị trấn tăng lên 4.000 người. Thành phố Chicago được hợp nhất vào thứ Bảy ngày 4 tháng 3 năm 1837 và trở thành thành phố phát triển nhanh nhất thế giới trong một thập niên. Thành phố có chuyển tải Chicago nổi lên vào một trong những trung tâm giao thông quan trọng giữa miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Tuyến đường sắt đầu tiên của Chicago là đường sắt liên hiệp Galena, và Chicago được khánh thành vào năm 1848. Kênh Illinois và Michigan cũng được khánh thành trong cùng năm, cho phép thuyền hơi nước và thuyền bùm trên Ngũ Đại Hồ kết nối được với sông Mississippi. Do đó, kinh tế phồn thịnh, cư dân từ các cộng đồng nông thôn và người nhập cư ngoại quốc di cư tới Chicago. Các lĩnh vực chế tạo, bán lẻ và tài chính chiếm ưu tiên trong kinh tế thành phố, có ảnh hưởng đối với kinh tế Hoa Kỳ. Sở giao dịch thương phẩm Chicago liệt kê những hợp đồng kỳ hạn đầu tiên đã được chuẩn hóa để giao dịch, gọi là hợp đồng tương lai. Trong những thập niên năm 1850 và 1860, các kỹ sư đã tiến hành nâng cao nền móng của khu vực trung tâm Chicago. Các con đường, vỉa hè và các tòa nhà được nâng lên độ cao mới bằng những con đội. Năm 1871, đại hỏa hoạn của Chicago xảy ra, phá hủy một khu vực lớn của thành phố vào thời điểm đó. Trong giai đoạn tái thiết, tòa nhà chọc trời đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại Chicago, sử dụng khung thép. Nền kinh tế hưng thịnh của Chicago thu hút một lực lượng lớn dân di cư từ châu Âu và di dân từ miền Đông Hoa Kỳ. Năm 1900, không dưới 70% tổng số của thành phố sinh tại nước ngoài hoặc sinh tại Hoa Kỳ với cha mẹ ngoại quốc, người Đức, Ireland, Ba Lan, Thụy Điển, và Séc chiếm gần 2/3 trong số cư dân sinh tại ngoại quốc. Trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ nhất và thập niên năm 1920, ngành công nghiệp của Chicago được mở rộng mạnh.
thu hút nhiều người da đen từ miền Nam đến để tìm việc làm. Từ năm 1910 đến năm 1930, số người da đen tại Chicago tăng từ 44.000 lên 233.000. Hàng trăm người da đen di chuyển đến thành phố trong đại di cư. Những người mới đến có sức ảnh hưởng lớn về văn hóa, được gọi là phục hưng da đen Chicago, một phần của phong trào da đen mới trong nghệ thuật, văn học và âm nhạc. Ngày 2 tháng 12 năm 1942, nhà vật lý học Enrico Fermi thực hiện phản ứng hạt nhân có kiểm soát đầu tiên trên thế giới tại đại học Chicago. Đây là một phần trong dự án Manhattan tối mật. Điều này dẫn đến việc Hoa Kỳ chế tạo bom nguyên tử và sử dụng nó trong chiến tranh thế giới thứ hai. Bắt đầu từ thập niên năm 1960, giống như hầu hết các thành phố tại Hoa Kỳ, nhiều cư dân da trắng của thành phố chuyển đến vùng ngoại ô, các khu vực biến đổi hoàn toàn về phương diện chủng tộc, thay đổi kết cấu trong công nghiệp khiến những công nhân tay nghề thấp chịu ảnh hưởng nặng nề. Năm 1966, Martin Luther King và Albert Raby lãnh đạo phong trào tự do Chicago. Phong trào lên đến đỉnh điểm với các hiệp định giữa thị trưởng và các lãnh đạo phong trào. Các dự án xây dựng lớn được tiến hành trong thời gian nhiệm kỳ của Richard Daley. Năm 1979, Jean Barnet đắc cử trở thành nữ thị trưởng đầu tiên trong thành phố. Năm 1983, Harold Washington trở thành thị trưởng người da đen đầu tiên của Chicago trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Chính quyền chú ý đến các khu phố thiểu số nghèo và bị lãng quên trước đó. Chicago nằm ở đông bắc bộ tiểu bang Illinois, trên bờ tây nam của hồ Michigan. Đây là thành phố chính của vùng đô thị Chicago tại trung tây Hoa Kỳ và vùng ngũ đại hồ. Chicago nằm trên một đường phân thủy lục địa tại hiện tại Chicago, nối lưu vực sông Mississippi và khu vực ngũ đại hồ. Thành phố nằm bên hồ nước ngọt Michigan rộng lớn và hai con sông là Chicago qua trung tâm và sông Kakumet chạy qua vùng công nghiệp Southside. Lịch sử và kinh tế của Chicago gắn liền với hồ Michigan. Phần lớn vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy của khu vực trước đây để sử dụng sông Chicago. Song hiện nay các con tàu không chở hàng trên hồ sử dụng cảng Lake Kakumet tại Southside. Michigan giúp điều hòa khí hậu Chicago, khiến cho các khu phố ven hồ có chút ấn tượng hơn vào mùa đông và mát hơn vào mùa hạ. Độ dốc tổng thể của trung tâm thành phố các khu vực được xây dựng là tương đối phù hợp do bằng phẳng tự nhiên, ít có khác biệt giữa các nơi. Cao độ mặt đất bình quân là 579 feet trên mực nước biển. Các điểm thấp nhất nằm dọc theo bờ hồ và cao độ 578 feet. Còn điểm cao nhất của đỉnh băng tích Blue Island có độ cao 672 feet ở xa về phía nam. Một tên gọi không chính thức của toàn bộ vùng đô thị Chicago là Chicagoland. Không có định nghĩa chính xác nào về Chicagoland, song nó thường có nghĩa là gọi chung cho thành phố cùng các khu ngoại ô. Báo Chicago Tribune xác định thuật ngữ này gồm có các thành phố Chicago, phần còn lại của quận Cook và 8 quận lân cận thuộc tiểu bang Illinois. Theo ước tính năm 2010, Chicago có tổng sản phẩm đại đô thị cao nhất thứ 3 tại Hoa Kỳ với xấp xỉ 532 tỷ đô la. Đứng sau các quần thể đô thị New York và Los Angeles, thành phố cũng được đánh giá là có kinh tế cân bằng nhất tại Hoa Kỳ do đa dạng hóa ở mức cao. Năm 2007, Chicago được xác định là trung tâm kinh doanh quan trọng thứ 4 trên thế giới theo chỉ số các trung tâm thương nghiệp toàn cầu của Mastercard. Ngoài ra, vùng đô thị Chicago được ghi nhận số lượng lớn nhất các cơ sở của công ty mới hoặc mở rộng tại Hoa Kỳ trong 6 năm giai đoạn đầu từ 2001 đến 2008. Vùng đô thị Chicago có lực lượng lao động khoa học và kỹ thuật lớn thứ 3 toàn quốc. Năm 2009, Chicago xếp thứ 29 trong danh sách của UBS về các thành thị giàu nhất thế giới. Chicago là một trung tâm tài chính kinh tế lớn nhất trên thế giới, có khu thương nghiệp trung tâm lớn thứ 2 tại Hoa Kỳ. Thành phố là nơi đặt trụ sở của Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại Chicago, là một trong 12 ngân hàng dự trữ cấp vùng của Hoa Kỳ. Thành phố có các cơ sở giao dịch tài chính hợp đồng tương lai, bao gồm cơ sở giao dịch chứng khoán Chicago, CBOE, sở giao dịch hàng hóa Chicago, CBOT, tập đoàn CME Group, có trụ sở tại Chicago và sở hữu The Met. Có thể ảnh hưởng từ học phái kinh tế Chicago, thành phố cũng có một số thị trường giao dịch các hợp đồng bất thường như khí thải và chỉ số phong cách công bằng. Trên sở giao dịch hợp đồng tương lai Hoa Kỳ, ngân hàng Chase có trụ sở thương mại và bán lẻ của họ tại tháp Chase tại Chicago.
Vùng đô thị Chicago là nơi có nguồn lao động lớn thứ hai tại Hoa Kỳ với khoảng 4,25 triệu người lao động. Chế tạo, in ấn, xuất bản và chế biến thực phẩm cũng đóng vai trò quan trọng trong kinh tế của thành phố Chicago. Chicago là một địa điểm lớn về tổ chức hội nghị trên thế giới, trung tâm hội nghị chính của thành phố là MC Comics. Với 4 tòa nhà liền nhau, đây là trung tâm hội nghị lớn nhất tại Hoa Kỳ và lớn thứ 3 trên thế giới. Chicago cũng xếp hạng 3 tại Hoa Kỳ sau Las Vegas và Orlando. Về số lượng hội nghị tổ chức hàng năm, năm 2012, Chicago đón 34,7 triệu du khách nội địa, 10,92 triệu du khách thương nội địa và 1.369 triệu du khách hải ngoại. Các du khách đóng góp trên 12 tỷ đô trong kinh tế Chicago. Chicago là thành phố có nhiều trường đại học đa dạng, trong số những trường đại học thuộc top 10 trường đại học nổi tiếng ở Mỹ có Đại học Chicago và Đại học Northwestern ở Chicago. Ngoài ra, Chicago còn có những trường đại học lớn khác như DePaul, Đại học Illinois ở Chicago, Học viện Kỹ thuật Illinois, Đại học Loyola Chicago, trường thuộc Viện Nghệ thuật Chicago cùng nhiều trường khác